Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh Tiếng MC. Đầu tiên thì cho mình chúc sức khỏe, là cho công ty của mình con đẹp xin video. Hôm nay mình sẽ đi bằng bãi. Cái hôm nay là biển nước rất là đẹp, hy vọng là sẽ có cái lớn bằng thì thấy nước bắt đầu lên nhé mọi người. Bây giờ là buổi chiều bắt đầu lên tới 8 giờ tối. Hiện tại là bây giờ là 12 giờ trưa nhé. Nước lên thì con cá sẽ vào phía nam, hy vọng thì ngày hôm nay sẽ cho được nhiều lớn. Ở ngày hôm nay là nước rất đẹp nhé mọi người. Sẽ có cá lớn. Đây nha, mình hôm nay sẽ cao lưỡi tròn mọi người. Đây là lưỡi tròn. Lưỡi số 10 nhé mọi người. Lưỡi này dùng để cao có hành và các loại cá lớn khác. Vì sao mình cao lưỡi tròn? Bởi vì là lưỡi tròn là mình mất màu nó dễ mọi người. Khi mình mất màu thì nó lưỡi nó to, nó ôm hết con mồi. Nếu mà lưỡi già thì nó không thể ôm hết con mồi được, nên nó sẽ quén thiểu. Đây mình thường chọn cao có hành là mình thường chọn lưỡi tròn mình. Biển mà nước đục là dễ có cái lớn màu lắm mọi người. Ngày hôm nay thì mình cao lưỡi lớn nên hy vọng thì sẽ có một con cá nào đó rất là to cái cao. Bữa thì mình cao dưới là có keo có đục, đây mình diễn son cao có hanh có chim, có người lúc có cái chai đó mọi người. Mấy ngày nay thì gần đủ tao cái chai lên rất là nhiều, hy vọng mình sẽ cao được một con cá lớn. Giá một con cá nha mọi người. Con cá khá là lớn mọi người ơi. Không biết con cá gì nên nó giật rất mạnh mọi người ạ. Có cá kem mọi người ơi, có cá kem khá là lớn. Ê. Có cá kem khá là lớn mọi người ạ.
có một con cá đó người ơi. Ôi có nắp. Ôi con cá nóc mọi người ơi. Khi mà nó ăn nó nút luôn cái lưới cao luôn mọi người. Rồi, một con cá nóc. Cái nóc này là cá độc nha mọi người. Đây mình cao lên mình sẽ quất đi mọi người. Tay khá lấy mọi người à. Yeah. Lâu gái đó nha. Đây. Thấy đó. Ở đây dạ đi có tiêu cho nhiều rồi đấy. Dạ đi có tiêu cho chú bờ nhiều đó. Thời tiết hôm nay là rất là mát mọi người à. Trời các bãi hôm nay rất là tuyệt vời. À, còn gì tuyệt vời hơn khi vừa cao vừa ngắm thiên nhiên bao la rộng lớn. Đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời mọi người. Hy vọng thì mọi người sẽ hứng thú một bông bằng bãi này. Đây. Khung cảnh rất là bình yên mọi người. Bên thì có những cầu thủ đồng cao bên dưới. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Tạm biệt mọi người nha.